Nguyên Audio xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì Nguyên Audio tiếp tục làm cái video để giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc đài cổ sáp GF 3 số 9 hàng tồn kho bên siêu thị Nhật Bản về, chưa qua sử dụng, hàng đẹp gọi là siêu mới quý vị nhé. Và hàng thì vẫn còn nằm ở trong cái thùng xốp mà trước khi vận chuyển về Việt Nam thì người Nhật người ta đóng thùng xốp mà vận chuyển về tại cửa hàng Nguyên Audio, và hôm nay về tại cửa hàng về trong ngày hôm nay là 26 tháng 3 năm 2023. Và Nguyên Audio làm cái video này để bóc chiếc đài này ra để cho quý vị, và cũng chờ đợi cũng khá là lâu rồi thì hôm nay mới về được một chiếc hàng tồn kho chưa qua sử dụng để cho anh em đam mê sưu tầm chơi quý vị nhé. Bây giờ thì Nguyên Audio sẽ bóc thùng và lấy chiếc đài này ra để quay cho quý vị và các bạn. Một mình Nguyên Audio vừa cầm điện thoại để quay và vừa cầm kéo để bóc nên là nó cũng hơi khó một chút, nên là trong quá trình mà Nguyên Audio quay video thì nó có rung máy một chút, nên là quý vị và các bạn chúng ta thông cảm cho nhé. Bên trong thì họ lót những cái mút xốp rất là cẩn thận. Và đây thưa quý vị, đây là chiếc đài sáp GF3 số 9 này. Đây là dây nguồn của họ bên đấy gửi về nhé. Dây này là dây ovan zin. Đấy, dây ovan zin đi đi theo đài đây quý vị này. Dây này nó rất là quý nhé. Rất là quý. Và đây là hàng Nguyên Audio mua bên siêu thị đồ cũ bên Nhật Bản về. Siêu thị đồ cũ thì họ trưng bày những cái sản phẩm rất là mới. Có rất nhiều hàng là tồn kho chưa qua sử dụng. Ví dụ như chiếc đài này, chứ không phải là Nguyên Audio mua đấu giá eBay đâu quý vị nhé. Mua đấu giá eBay thì rất nhiều những cái hàng, đa số là những cái hàng dùng rồi và những cái hàng cũ, hàng không đảm bảo chất lượng. Đấy. Nó về nó không không đạt tiêu chuẩn, như là hàng đã trưng bày bên siêu thị là hàng nó dùng rất là tốt và mới hoàn hảo mọi chức năng thì là người ta mới bán quý vị nhé. Mình nhấc nó ra, nhấc. Nó rất là nặng. Và chiếc đài này thì Nguyên Audio cũng xin nhấn mạnh quý vị một lần nữa là hàng tồn kho chưa qua sử dụng, mới tới 99%, chỉ có 1% là bụi thôi nhé quý vị nhé. Hàng bao zin nguyên bản bên siêu thị Nhật Bản về, không sơn si spa, không làm bất cứ một cái gì, bên đó chuyển về Nguyên Audio cắm điện là test cho quý vị rồi. Đây 1% là bụi đây quý vị này. Bụi đây, đây là bụi nhé, một tí bụi nó dính ở những cái thùng xốp về thì Nguyên Audio sẽ lau qua đi là sạch bóng thôi. Và hàng này là hàng nội địa của Nhật Bản nên là nó chạy điện là 100V. Và đây thưa quý vị, Nguyên Audio đã cắm điện là 100V rồi quý vị nhé. Đây là hai cái dâu anten này. Nhìn tổng thể thì chưa có một vết xước lông mèo lông chuột nào cả, mới cứng cong, đồng hồ vu vàng, lắc theo điệu nhạc rất là đẹp, và toàn bộ cái kính radio đằng trước nó trong veo và nó có cả đèn đèn sóng đài nên là nó vàng tất cả, nên là nhìn nó rất là đẹp thưa quý vị nhé. Và chiếc đài này thì cũng Nguyên Audio cũng xin hân hạnh được báo giá luôn, cửa hàng Nguyên Audio đang bán với giá 36 triệu đồng. Với mức giá 36 triệu đồng là những cái chiếc đài đẹp nhất, VIP nhất và là hàng tồn kho chưa qua sử dụng. Nên là nó có mức giá như thế này quý vị nhé. Đấy ạ. Những ai mà sưu tầm được những cái chiếc đài này thì rất là may mắn, bởi vì không phải là lúc nào cũng có những cái chiếc đài đẹp như thế này đâu. Đấy, lưới xanh này quý vị này. Mặt trước lưới xanh nhá.
xanh rất là đẹp. Và Nguyên Audio sẽ quay đằng sau để đọc cho quý vị và các bạn cái số seri trước khi gửi đài cho quý vị nhé. Đây là đằng sau, tổng thể đằng sau này quá đẹp luôn. Và số seri của nó thì nằm ở đây, nằm ở gần cái dây nguồn này. Còn số seri là 2033 1698 quý vị nhé, 2033 1698. Đấy, số seri của chiếc đài này là như vậy. Và bây giờ Nguyên Audio sẽ test mọi chức năng của chiếc đài này. Thì đầu tiên sẽ là cái radio đầu tiên nhé quý vị nhé. Từng ghi trong giấy đăng ký xe. Đó là đối với xe ô tô, còn đối với xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự như xe mô tô thì tại Nghị định số 100 năm 2019 của Chính phủ. Cụ thể là lúc trời mưa to. Theo đó vào lúc trời mưa, radio FM 108 nên là nó bắt được rất nhiều đài quý vị nhé. Tiếp theo sẽ là hai cửa băng cassette. Và hai cửa băng cassette này thì nó đều chạy bằng đầu từ mê tan chống mòn. Nguyên Audio cũng đã giới thiệu rất nhiều quý vị nhiều những cái video giới thiệu về những cái chiếc đài 3 số 9 rồi. Và rất nhiều quý vị thì chưa nhận được video thì Nguyên Audio có mỗi lần lên sóng thì lại phải giới thiệu đầy đủ các tính năng quý vị ạ. Những cái núm nút mạ chrome trên này nhá. Chưa có một núm nào có một tí rôm nhỏ đâu. Đấy, mà nó rất là sáng. Và hai cửa băng, Nguyên Audio sẽ mở hai cửa băng ra. Và tất cả những cái núm nút này thì chúng ta có thể soi gương được bởi vì nó chưa dùng. Bên trong này quý vị nhìn thấy bên trong không? Bên trong phần cơ nhá, phần cơ bên trong, cái nhựa của nó còn trắng bóc, đầu từ zin. Đó, bánh tì zin, bên trong nó còn trắng như này và mở ra mở vào nó êm như là cửa hơi cửa điện đấy quý vị nhá. Đấy. Nó rất là êm. Nguyên Audio sẽ test băng cassette. Cửa băng cassette số 1. Có vi tinh chỉnh to nhỏ, phát ép. Chiều nhìn ra đầu ngõ, dâng dâng đi tưởng nhớ Giáng sinh sinh một người. Được nghỉ 5 ngày phép, mất 2 hôm làm quen. Em ơi cho mình biết tên. Cuộc đời chinh chiến quanh năm với bưng biên thì gọt liễu mong manh, làm sao bước sông hành. Anh chị em ngại gió lay nụ thầm xuân vừa hé. Chất âm thì rất là hay, quá hay luôn. Tiếp theo sẽ là cửa băng cassette số 2. Chiều nào khi về cao vút trường sơn, gặp ai
gì cho nỡ tiếng ru trẻ thơ. Nẻo đời muôn vàn lối, yêu nhau vì lời nói nên nhau qua nụ cười. Dặn dò thêm lần cuối, xanh đen cho bầy em, lưu bút chỉ vài đường quen. Ngày lành hôm sau trăng sang cầu, ta nhìn nhau tia mắt trao một nụ hôn ban đầu. Tất cả mọi chức năng thì đều hoạt động hoàn hảo quý vị nhé. Mọi nhu cầu quý vị liên hệ theo số điện thoại là 0358 237 899. Nguyên Audio giao hàng toàn quốc. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo.